Cô chào tất cả các em học sinh. Tiết học hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu chương 5. Trong chương 5 gồm có 3 lớp, đó là lớp giáp xác, lớp hình nhện và lớp sâu bọ. Các em đã được tìm hiểu xong lớp giáp xác. Trong tiết học hôm nay chúng ta tìm hiểu sang lớp thứ hai của ngành chân khớp, đó là lớp hình nhện. Nhé các em. Lớp hình nhện. Em hãy mở sách giáo khoa trang 82 nè, 83, 84 và 85. Lưu ý kết hợp những thông tin hình ảnh để cùng nhau tìm hiểu bài nhé. Lớp hình nhện đã biết có khoảng 36.000 loài là các chân khớp ở cạn đầu tiên. Chúng sống ở hang hốc nè, rậm rạp và hoạt động chủ yếu là về đêm. Bài 25. Đại diện đó là nhện, sự đa dạng của lớp hình nhện. Trong bài này có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu đại diện đó là con nhện. Trong nội dung này, bảng 1 sách giáo khoa trang 82, đó là nội dung giảm tải. Chúng ta sẽ thông qua nội dung này. Phần 2, tìm hiểu về sự đa dạng của lớp hình nhện như thế nào nhé. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nhện ha. Đặc điểm cấu tạo cơ thể của nhện như thế nào. Em hãy quan sát hình 25.1. Cấu tạo ngoài của nhện. Đây các em. Cơ thể của nhện gồm có hai phần chính, đó là phần đầu ngực. Phần thứ hai đó là phần bụng. Ở phần đầu ngực có những bộ phận đầu tiên đó là đôi kiềm. Đôi kiềm có tuyến độc giúp cho nó bắt mồi và tự vệ. Đôi chân xúc giác phủ đầy lông giúp nó cảm giác về xúc giác, khứu giác. Bốn đôi chân bò giúp cho nó di chuyển và chăn lưới. Ở phần bụng có bộ phận đó là phía trước là đôi khe thở, đây các em, để giúp cho nhện hô hấp. Ở giữa là một lỗ sinh dục để giúp nó sinh sản. Và phía sau đó là núm tuyến tơ, sinh ra tơ nhện nha. Như vậy so với giáp xác, nhện giống về sự phân chia cơ thể. Có nghĩa là cơ thể chia ra làm hai phần, phần đầu ngực còn dính liền phần thứ hai là phần bụng, đó là sự phân chia cơ thể là giống nhau. Và nhưng mà nó khác nhau về gì? Về số lượng các phần phụ. Ở nhện thì phần phụ bụng tiêu giảm nè, phần phụ đầu ngực chỉ còn 6 đôi. Đó là gì? Một đôi kiềm, một đôi chân xúc giác, bốn đôi chân bò nha. Và em lưu ý đặc điểm này các em. Bốn đôi chân bò, đây là đặc điểm để giúp chúng ta nhận biết động vật thuộc lớp nhện trong ngành chân khớp nha. Em hãy ghi nội dung chính của phần 1 cấu tạo cơ thể của nhện vào trong vở của mình nhé. Chúng ta chuyển sang tập tính. Ở nhện có những tập tính nào trong đời sống của chúng nhé? Về tập tính thì nhện có tập tính là chăn lưới nè. Chăn lưới để làm gì? Để bắt mồi nha. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tập tính chăn lưới của nhện như thế nào. Đây các em. Hình 25.2 sắp xếp không đúng quá trình chăn lưới ở nhện nha. A đó là chờ mồi, B là chăn tơ phóng xạ, C là chăn bộ khung lưới và D đó là chăn các sợi tơ vòng. Em hãy đánh số vào ô trống theo thứ tự đúng với tập tính chăn lưới ở nhện và cho biết nhện chăn tơ vào lúc nào trong ngày. Sau đây em hãy theo dõi clip quá trình chăn lưới của nhện diễn ra như thế nào nhé.
Như vậy, sau khi em đã xem xong clip, nhận thấy rằng quá trình chăn lưới của nhện diễn ra theo trình tự đúng đó là gì? Đầu tiên, đó là nó sẽ chăn dây tơ khung. Kế đến, nó sẽ chăn dây tơ phóng xạ. Tiếp theo, nó sẽ chăn các sợi tơ vòng. Sau khi chăn xong các sợi tơ vòng, lưới đã được hoàn thành, nó sẽ làm gì? Nó sẽ nằm chờ mồi, thường nó nằm ở trung tâm của lưới để chờ mồi nhé. Đấy là toàn bộ quá trình chăn lưới của nhện nhé các em. Và nhện thường chăn tơ vào buổi tối. Vì sao nó thường chăn tơ vào buổi tối nè? Vì thức ăn của nó là các loài sâu bọ, mà sâu bọ là nó hoạt động thường về đêm nhé. Cho nên nó sẽ chăn lưới vào buổi tối để săn bắt được nhiều sâu bọ, nhiều thức ăn hơn nha các em. Tiếp theo sau quá trình chăn lưới đó là quá trình bắt mồi. Nhện bắt mồi như thế nào? Khi rình mồi, nếu có sâu bọ xa lưới, lập tức nhện hành động ngay theo các thao tác sắp xếp chưa hợp lý dưới đây. Nhện hút dịch lỏng ở con mồi nè. Nhện ngoạm chặt mồi chất độc độc, tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi, trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian. Với các thao tác gợi ý trên, em hãy đánh số vào ô trống theo thứ tự hợp lý của tập tính săn mồi ở nhện như thế nào. Đến đây em có thể dừng video lại đôi phút, em tự làm, sau đó cho video chạy tiếp để kiểm tra xem kết quả mình làm như thế nào nhé. Sau đây là kết quả quá trình bắt mồi của nhện diễn ra theo thứ tự hợp lý. Đó là bước đầu tiên là nhện sẽ ngoạm chặt mồi, chích nọc độc. Khi có con mồi sa vào lưới, thì để con mồi không thoát thân thì nó sẽ làm gì? Nó lao ngay vào con mồi, ngoạm chặt lấy con mồi và chích nọc độc làm cho con mồi bị tê liệt. Sau đó nó sẽ tiết dịch tiêu hóa vào trong cơ thể của con mồi. Và bước 3, nó sẽ trói chặt mồi. Trói bằng cách nào? Nó sẽ trói bằng tơ nhện của nó nha. Rồi treo vào lưới để một thời gian nha các em. Sau một thời gian, cuối cùng nó sẽ làm gì? Nhện sẽ đến và hút dịch lỏng ở con mồi. Đó là toàn bộ trình tự hợp lý quá trình bắt mồi của nhện. Đến đây cô muốn đặt câu hỏi ở chỗ bước 3, đó là gì? Vì sao nhện lại trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian mà nó không ăn ngay con mồi liền em? Bởi vì thời gian này đủ để làm gì? Để cho dịch tiêu hóa đó tiêu hóa những cái nội tạng hay là những thớ cơ của sâu bọ thành chất lỏng, thì lúc này nó mới đến và hút dịch lỏng đó từ con mồi. Đó là toàn bộ quá trình bắt mồi và tiêu hóa mồi của nhện nha. Em hãy ghi hai tập tính chăn lưới và bắt mồi của nhện vào trong vở của mình nhé. Và chúng chủ yếu là hoạt động về đêm, bởi vì thức ăn của chúng là các loài sâu bọ hoạt động về đêm nha. Chúng ta chuyển sang phần 2, sự đa dạng của lớp hình nhện như thế nào. Một số đại diện để các em, đại diện đầu tiên nha. Đó là bò cạp. Bò cạp sống nơi khô ráo, kín đáo, hoạt động về đêm nên ít gặp hơn so với các loài hình nhện khác nhé. Cơ thể của nó dài, còn rõ phân đốt, chân bò khỏe, cúi đuôi có nọc độc, và chúng được khai thác để làm thực phẩm. Và nhất là ở Thái Lan các em, người ta khai thác nó để làm thực phẩm và làm món ăn hoặc là làm vật trang trí. Và em lưu ý điều này nè, cúi đuôi của bò cạp có nọc độc. Như vậy trước khi làm thức ăn thì người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ ngắt bỏ cái phần đuôi đi, phần cuối của đuôi đi để loại bỏ chất độc nha. Đại diện thứ hai đó là con cá ghẻ. Đây các em, các em lưu ý con này ha. Đây là loài gây bệnh ở người nè. Chúng gây bệnh ghẻ ở người, con cái đào hang dưới da, đẻ trứng, gây ngứa và sinh mụn ghẻ. Để các em quan sát ha. Thứ nhất, một nè, bề mặt da của người. Hai là hang do cá ghẻ đào dưới da.
Ba là con ghẻ cái. Và thứ tư đó là trứng của cá ghẻ. Nha. Như vậy đây là loài gây bệnh cho con người. Biện pháp phòng bệnh đó là gì? Ở đây cô cũng giới thiệu cho các em một số biện pháp. Đây. Đó là vệ sinh cá nhân hàng ngày sạch sẽ. À, bởi vì ở đây là nó lây qua đường da đó các em. À, qua da nha. Khi phát hiện ra có người trong gia đình bị ghẻ, cần điều trị sớm, tránh tiếp xúc và dùng chung các đồ dùng của người bệnh. Bởi vì đồ dùng của người bệnh mà chưa được điều trị, thì trong đồ dùng đó có thể có chứa trứng hoặc là con cá ghẻ. Nếu chúng ta dùng chung, nó sẽ xâm nhập qua da của mình và chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh nhé. Và nguyên tắc điều trị đó là điều trị cho cả những người trong gia đình tập thể nếu phát hiện bị bệnh ghẻ. Bôi thuốc phải đúng cách nè. À, đặc biệt lưu ý nha, giặt sạch, phơi khô quần áo, chăn, chiếu, các đồ dùng khác. À, bởi vì động tác này hay là cái hành động này thì biện pháp này á thì nó sẽ làm gì? Diệt trứng của cái ghẻ hoặc là diệt con cái ghẻ nhé, để phòng bệnh cho mình cũng như là cho người thân trong gia đình cũng như là cho cộng đồng nha. Và đại diện thứ ba đó là con ve bò. Chúng bám trên ngọn cỏ, khi có gia súc đi qua chuyển sang bám vào lông rồi chui vào da để hút máu. Đã. Như vậy ở đây cá ghẻ và ve bò thường gặp ở người và gia súc, và đây là động vật gây hại cho người và gia súc. Các em lưu ý nhé. Đây là ba đại diện của lớp hình nhện. Em hãy ghi nội dung này vào trong vở của mình. Bên cạnh đó, ta còn thường gặp những đại diện khác như là nhện nhà nè, bọ mạc nè, nhện lông, nhện đỏ vân vân. Em hãy tìm hiểu thêm nhé. Chúng ta chuyển sang phần 2, ý nghĩa thực tiễn của lớp hình nhện như thế nào. Đây là bảng 2 ở sách giáo khoa trang 85, ý nghĩa thực tiễn của lớp hình nhện. Gồm có 5 đại diện các em phải tìm hiểu, đó là nhện chăn lưới, nhện nhà, bò cạp, cá ghẻ và ve bò. Hãy cho biết nơi sống, là hình thức sống và ảnh hưởng của nó đến con người như thế nào, có lợi hay là có hại. Đến đây em hãy dừng video lại đôi phút, em hãy hoàn thiện bảng này ở trong sách giáo khoa, sau đó cho video chạy tiếp để kiểm tra kết quả của mình làm như thế nào nhé. Sau đây ý thứ nhất là mấy em, về nơi sống của năm đại diện này thì như thế nào? Nhện chăn lưới, sống trong nhà hoặc là ở ngoài vườn. Nhện nhà, đương nhiên là sống trong nhà, ở các khe tường nè. Bò cạp, ở hang hốc nơi khô ráo, kín đáo. Cá ghẻ, sống ở da của người. Ve bò là sống ở lông và chui vào da trâu của hoặc là da bò nhé. Về hình thức sống, nhện chăn lưới, đây là loài ăn thịt săn bắt sâu bọ đó em. Nhện nhà cũng vậy, bò cạp cũng là loài ăn thịt động vật khác. Về cá ghẻ là sống ký sinh, sống ký sinh ở da của người nè. Ve bò là ký sinh trên da trâu, bò, gia súc đấy. Ảnh hưởng đến con người, nhện chăn lưới là có lợi, nhện nhà có lợi, bò cạp có lợi nha. Cái ghẻ là loài có hại, gây bệnh ghẻ ở người, và cuối cùng là ve bò cũng là loài có hại nha cho gia súc. Rồi. Như vậy đến đây các em thấy rằng là những loài, đa số các loài nhện đều có lợi cho con người. Vì sao vậy? Bởi vì chúng săn bắt sâu bọ gây hại cho con người nha. Riêng bò cạp ở đây thì nó có lợi, đó là có thể làm nguồn thức ăn hoặc là làm vật trang trí. Nhưng mà bên cạnh đó có một số loài bò cạp nó có chứa chất độc rất là độc, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nha. Đây là ý nghĩa thực tiễn nhé. Các em hãy ghi nội dung này vào trong vở của mình. Đa số nhện đều có lợi vì chúng săn bắt sâu bọ có hại, trừ một số đại diện có hại như là cái ghẻ và ve bò. Như vậy đến đây các em đã tìm hiểu xong bài 25, tìm hiểu về đại diện điển hình, đó là nhện nè, về đặc điểm cấu tạo, về tập tính của nó nhé. Rồi sự đa dạng của lớp hình nhện cũng như là vai trò của lớp hình nhện như thế nào. Thank you.
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Em hãy ghi đầy đủ nội dung bài học theo yêu cầu. Học bài, làm câu hỏi 23 sách giáo khoa trang 85. Chuẩn bị bài 26. Tìm hiểu về lớp sâu bọ nhé. Cô mến chào tất cả các em.